Danh ca Hà Thanh được đích thân thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ điểm, ban cho danh hiệu Ca Lăng Tần Già. Có chồng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau này cũng đi cải tạo. Ở Mỹ đoàn tụ chưa được bao lâu thì đã đường ai nấy đi. Tất cả bi kịch đã khiến nữ ca sĩ chán thối đời bạc bẽo, chỉ muốn làm bạn với cửa Phật, hát nhạc Phật. Và sau đây là câu chuyện của bà. Sinh ra tại cố đô Huế vào năm 1937 với cái tên thật là Trần Thị Lục Hà, danh ca Hà Thanh đã sớm thể hiện tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Tài năng của bà được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 16 tuổi khi đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển lựa giọng ca do Đài Phát thanh Huế tổ chức. Với giọng hát trong trẻo truyền cảm, Hà Thanh đã chinh phục trái tim khán giả bằng ca khúc Dòng Sông Xanh Bất Hủ của Johann Strauss. Chiến thắng này đã mở ra cánh cửa sự nghiệp cho Hà Thanh. Năm 1965, bà chính thức đặt chân vào làng nhạc Sài Gòn. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, Hà Thanh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành một trong những giọng ca được yêu thích nhất miền Nam suốt thập niên 60. Sân khấu Sài Gòn những năm 60 như một đấu trường âm nhạc, nơi những tài năng trẻ thi nhau tỏa sáng. Và giữa muôn vàn giọng ca, Hà Thanh đã vụt sáng như một ngôi sao. Mỗi lần xuất hiện, bà đều khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Hà Thanh thường xuyên kết hợp cùng những ban nhạc hàng đầu thời bấy giờ như Tiếng Hát Hậu Phương, Dạ Hương, Đàn Dây. Mỗi đêm diễn có mặt nữ ca sĩ là sân khấu đều như bùng nổ với những bản phối hòa âm tinh tế. Kết hợp hoàn hảo với giọng hát mượt mà của Hà Thanh thì không còn gì để chê. Không chỉ chinh phục khán giả trên sân khấu, Hà Thanh còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua những bản thu âm cho các hãng đĩa danh tiếng. Mỗi ca khúc của bà được phát hành đều trở thành hiện tượng, được giới trẻ truyền tai nhau. Giọng hát của nữ ca sĩ dường như được sinh ra để dành cho những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Khi bà cất lên những câu hát trong chiều mưa biên giới, nhớ một chiều xuân, lòng người như chìm vào những miền ký ức xa xôi. Tuy nhiên, Hà Thanh không hề bị đóng khung trong một khuôn mẫu. Bà tự tin thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau và đều gặt hái được thành công. Từ những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng đến những ca khúc sôi động, tư vui Hà Thanh đều thể hiện một cách xuất sắc. Giọng hát của bà, theo nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Đắc, chính là oanh vàng số 1 phút của Huế thế kỷ 20. Một tài năng thiên bẩm, một giọng ca độc đáo đã đưa tên tuổi của bà lên hàng sao sáng lúc bấy giờ của Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình Phật tử, Hà Thanh đã sớm tìm thấy niềm an yên trong tiếng tụng kinh và những lời dạy của Đức Phật. Tâm hồn thanh tịnh ấy đã ngấm sâu vào từng ca từ, từng giai điệu trong những sáng tác của bà. Không hoa khi nói rằng Hà Thanh chính là họa mi hót trên vai Đức Phật. Sau này tại xứ sở cờ hoa, Hà Thanh đã tiếp tục tỏa sáng với những album nhạc Phật như là Nhành Dương Cứu Khổ. CD này không chỉ được cộng đồng Phật tử tại Mỹ đón nhận nồng nhiệt mà còn chinh phục trái tim của nhiều người yêu nhạc. Giọng hát của Hà Thanh như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu những tâm hồn đang mệt mỏi, giúp mọi người tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống. Khác với nhiều đồng nghiệp, Hà Thanh chọn cho mình một con đường đi riêng. Trong khi nhiều ca sĩ khác say mê ánh đèn sân khấu hay những cuộc sống xa hoa, thì Hà Thanh lại tìm thấy niềm vui trong việc đi hát và phục vụ cho đạo Phật. Bà như một đóa sen giữa đầm bùn, luôn giữ được vẻ đẹp thanh cao trong sáng. Không chỉ dừng lại ở việc hát, Hà Thanh còn phổ nhạc vào nhiều bài kệ Phật giáo, góp phần đưa những lời dạy của Đức Phật đến gần hơn với mọi người. Năm 1988, một dấu ấn đặc biệt trong hành trình tâm linh của bà là chuyến hành hương đến Ấn Độ. 3 tuần tại núi Linh Thứu, Hà Thanh đã có những trải nghiệm sâu sắc bên cạnh thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sự giác ngộ về Phật Pháp đã mang đến cho bà một cái nhìn mới về cuộc sống, về âm nhạc và về chính mình. Như một sự ghi nhận cho những đóng góp của bà, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ban cho Hà Thanh danh hiệu Ca Lăng Tần Già, một danh hiệu cao quý dành cho những người có giọng hát mang lại sự giác ngộ. Điều đáng ngạc nhiên là bà không hề qua bất kỳ trường lớp đào tạo âm nhạc nào. Ngay từ khi còn là một nữ sinh Đồng Khánh, giọng hát của bà đã đủ sức chinh phục khán giả. Những buổi biểu diễn trên Đài Phát thanh Huế đã đánh dấu bước chân đầu tiên của Hà Thanh vào con đường nghệ thuật. Có thể nói Hà Thanh là một hiện tượng hiếm có trong làng nhạc Việt. Tài năng thiên bẩm cộng với sự nhạy cảm và am hiểu âm nhạc đã giúp bà tạo nên một phong cách riêng biệt khó lẫn. Bà như một ngọn đèn sáng, tỏa rạng giữa đêm tối, soi đường chỉ lối cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này. Năm 1972, giữa đỉnh cao sự nghiệp, Hà Thanh đã tìm thấy hạnh phúc riêng khi kết hôn với Trung tá Bùi Thế Dung. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ càng thêm trọn vẹn với sự chào đời của một đứa con. Tuy nhiên số phận cũng xoay vần, khi mà sau năm 1975 thì ông Bùi Thế Dung cũng phải đối mặt với sự thất bại và sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chồng vắng nhà đi học tập cải tạo, Hà Thanh phải một mình gồng gánh gia đình rồi lại tiếp tục miệt mài cống hiến cho âm nhạc. Bà đã tham gia đoàn kịch nói Kim Cương, mang tiếng hát của mình đến với công chúng trong những đêm diễn đầy cảm xúc. Năm 1984, cơ hội đến khi Hà Thanh và con gái được bảo lãnh sang Mỹ. Cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng, nhưng với nghị lực phi thường bà đã dần tìm được nhịp sống ổn định hơn. Niềm vui nhân đôi khi đến năm 1990 vợ chồng bà được đoàn tụ tại Mỹ. Thế nhưng làm như chuyện vui chẳng có phần bà, định mệnh lại một lần nữa thử thách khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau 2 năm. Nước Mỹ xa xôi lẫn xa lạ đã trở thành một chướng ngại mới trong hành trình nghệ thuật của danh ca Hà Thanh. Tại đây giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của bà tiếp tục chinh phục trái tim khán giả, nhưng trước đó bà đã phải chật vật tìm việc để ổn định cuộc sống trước khi quay lại với sân khấu. Các trung tâm âm nhạc lớn đã không tiếc lời khen ngợi và dành cho Hà Thanh những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao. 4 album Khúc Tình Ca Xứ Huế, Chiều Mưa Biên Giới, Chinh Phụ Ca và Sòng Mộng ra đời như những món quà mà Hà Thanh gửi tặng đến người hâm mộ. Mỗi album là một hành trình âm nhạc, mang đến những cảm xúc sâu lắng khó quên đậm nét quê nhà. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm âm nhạc, Hà Thanh còn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn như Paris by Night, Asia và Làng Văn. Mỗi lần xuất hiện, bà đều trở thành tâm điểm của sự chú ý, với những màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả không thể rời mắt. Một giọng ca vàng đã vĩnh viễn tắt liệm vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Danh ca Hà Thanh, Ca Lăng Tần Già đã ra đi tại Boston vì căn bệnh ung thư máu, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ. Tin buồn này như một cơn địa chấn làm rung động cả cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước. Những bản tình ca sâu lắng, những giai điệu ngọt ngào của bà từng làm say đắm biết bao trái tim, nay chỉ còn là ký ức. Sự ra đi của Hà Thanh là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Để tưởng nhớ đến người nghệ sĩ tài hoa, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã tổ chức các buổi tưởng niệm tại nhiều nơi trên thế giới, từ Boston, Massachusetts, Virginia, California cho đến Huế và Sài Gòn. Tại nơi này, những giai điệu của Hà Thanh một lần nữa vang lên như một lời tiễn biệt cuối cùng gửi đến người đã khuất. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp về một giọng ca tài hoa, một trái tim nhân hậu. Sự ra đi của Hà Thanh là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và nền âm nhạc Phật giáo nói riêng. Tuy nhiên, những ca khúc của bà vẫn còn mãi với thời gian, tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Nếu cũng yêu thích nữ ca sĩ, hãy để lại cho kênh một like, share và nút đăng ký để không bỏ lỡ thông tin về những nghệ sĩ khác trong tương lai nhé. Xin cảm ơn.